Xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé, quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình đi tìm ong các bạn ạ. Đến khu vực này nó chi là rậm rạp các bạn này, đồi núi cao các bạn. Mình có đi quan sát một lúc rồi các bạn nhé. Bây giờ mình cũng đã thấy được có một chỗ có thấy ong ruồi nó nằm xuống các bạn. Đây các bạn này, cái cây này các bạn này, giờ đang tầm 12 giờ trưa các bạn ạ. Mình đến cho các bạn xem nha, nhà tổ này xem là nó to hay nhỏ các bạn nhé. Đó, các bạn xem rồng, con ong ruồi rất chi là nhỏ các bạn, nó bay xuống này. Đó, nó đi nó về rất chi là đông nhiều các bạn nhé. Mình nhìn phát hiện ra tổ rồi các bạn ạ. Mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Tổ nó ở dưới này. Rồi mình sẽ mùi thuốc các bạn ạ. Rồi mình sẽ mùi thuốc và mình sẽ thử ra một tí khói các bạn nhé. Mình cắt cái này ra nào. Nhìn cho nó dễ các bạn. Mình không nhìn được. Các bạn xem. Đây. Đó, trong này các bạn nhé. Rồi nó nào đó nó đốt liền các bạn, ngột khói cái nào ra nào đó đốt liền luôn nhá. Các bạn xem sao, đây. Vật mẩy các bạn này, rất chi là mẩy nhá. Chỗ này phải cả cân luôn các bạn ạ. Mình sẽ đo cho bạn xem này. 20 này. Đó. Gần 40 phần các bạn. Mình thổi cho nó giặt quân rồi các bạn. Bắt ong ruồi đơn giản đó các bạn nhé. Đó, chỉ cần có một tí khói thôi nhá. Là tổ nó sẽ... quân nó sẽ giạt hết ra các bạn này. Nó sẽ không có chích mình nhá. Còn nếu không có khói là nó sẽ rất chi là hung. Các bạn nhìn thấy bờ mật nó nhìn nó đã như thế này luôn cơ mà. Các bạn xem bờ mật đã chưa? Bờ mật quá đã luôn nhá. Các bạn xem thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Dũng với nhau các bạn nhá. Các bạn xem đã nhỉ. Mình đi bắt ong mà mình cũng ít gặp những tổ to như vậy đó các bạn ạ. Có dạo này thì mình đi mình cũng hay gặp những tổ to cả cân này các bạn này. Dạo này là do trời mình nó cũng nắng được thời gian dài ấy. Nên là nó mật nó hơi mẩy. Chứ ở khu mình trước kia thì nó mưa nhiều quá. Nên là ong rất chi là nó ít nha các bạn nhé. Ít ong, cái mật nó không được mẩy lắm. Có dạo này nó nắng như là nó mẩy. Trước nguồn hoa nó không có mấy, bây giờ là nguồn hoa nó phong phú rồi nó mẩy hơn các bạn ạ. Sắp già hết rồi các bạn ạ, tổ này chuẩn bị tàng rồi này. Đây là nỗi để có con nhé các bạn nhé, nhưng mà nó không còn con nhé, không còn nhộng. Chuẩn bị đi này. Ở dưới này là cái mũ chúa các bạn này. Đây, mình cho các bạn xem mũ chúa này. Đó, mấy cái các bạn này.
Đây các bạn xem này. Đây là cái mũ chúa của ong ruồi gần nhé. Đó. Cái mũ chúa của nó nhé. Chi để nhiều tổ này đã chia đàn rồi các bạn nhé. Chứ không phải là chia nhé. Vẫn còn ít quân bởi vì tổ này nó chia đàn nó nên là quân ít. Bình thường những cái tổ như này quân còn đông nữa. Giờ mình sẽ cắt với cái sáp khô người ta các bạn nhé. Giờ là vấn đề đấy các bạn này. Giờ mình sẽ cắt ra các bạn. Sủa con là tí nó lại đốt cho một mũi gì cũng không phải đốt buột lắm các bạn ạ. Mình là người chuyên đi bắt ong mà vẫn bị ong đốt mà buột lắm mình chịu không nổi luôn đấy. Có tổ buột cứng luôn. Mình vừa bắt vừa quay là nó video nó có hơi con nắc, nó hơi bị nắc các bạn nhé. Các bạn xem này thông cảm mình nhá. Tổ giò như này các bạn này. Mình phải để xa như vậy mới quay được hết được cái tổ ong các bạn này. Tổ ong mày thật. Giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ vào trong bị bóng để giữ cho nó khỏi bị dập các bạn ạ. Giờ mình cũng xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Giờ quân bay loạn các bạn này.